với con bài Liliana và Oppa thì sẽ cầm Q. Hai vị tướng Q và Valentino của Boxing Ring bây giờ thực sự nó quá tuyệt vời. Và game thi đấu thứ ba rất có thể sẽ là game thi đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Team Flash đang dẫn trước bên phía của Box Gaming, tỷ số đó là 2-0. 20%, tôi vẫn chưa được nhìn đồ của anh chàng này. Hãy cùng chờ xem là 20% có lên đồ trợ thủ hay không. Và với góc đứng này thì có vẻ như là 20% lên đồ trợ thủ thật rồi. Sẽ là Florentino đối đầu với Arum. Và kèo này thì chắc chắn là Proe ăn. Kèo này thì lại không hề thơm một chút nào đến từ vị trí của 20% rồi. Proe vẫn đang có những lượt phun vào tờ đối phương là hợp lý với Toro ở game 1 và Arum ở game 3. Đúng là những tình huống đầu tiên đã khiến cho Boxing Ring là cực kỳ thất thế khi mà họ đi sau khá nhiều. Và để cho bộ đôi bên phía Team Flash hoàn toàn thoải mái ở trong những bước di chuyển và kiểm soát đầu tiên. Dù sao thì bên phía Boxing Ring có lẽ kiểm soát của họ cũng không còn quan trọng nữa ở trong game thi đấu này. Đây là điểm chiến công đầu dành cho Medusa. Rất nhẹ nhàng và tình cảm. Rất nhẹ nhàng thôi. Rõ ràng kinh nghiệm của Oppa ở đường Tàn Xê Gia vừa rồi là hơi non. Khi mà anh ấy lại đứng solo quá lâu với cả Kuga, không chính xác hơn là solo với cả Medusa. Bạn solo lâu như vậy thì đương nhiên sẽ có người xuống và hỏi thăm rồi. Cho T-Percent đang muốn đột biến, cho T-Percent có cấp độ 2. Một cấp độ mà Florentino có lẽ làm được nhiều điều. Và anh ta tốc biến đấy, ta tấn công vào người của Proe. Có KT tới, có cả Zero và có cả Akashi. Box Gaming tập trung 4 người cấp rừng rất bài bản. Kuga tới, Kuga phi tiêu chúng hai người, anh ta sẽ có 3 cái lướt. Nhưng Kuga chưa có sát thương, Maximus tới, Maximus có cấp độ 4 rồi. Cú phá kén thì Maximus đã sử dụng, tuy nhiên tình huống sử dụng phá kén của Maximus lại không khiến cho con bướm của anh ấy đẩy ra. Có lẽ con bướm của Maximus nó đã nằm ở vị trí khác và khiến cho Maximus không thể đổi được các thành viên bên phía của Box Gaming. Và như vậy thì Box Gaming vẫn gây ra một sự khó chịu không hề nhỏ dành cho bên phía Team Flash ở trong giai đoạn đầu. Thì đồ vừa rồi lại còn cấu máu vào vị trí của Maximus nữa và Sunback có nguy cơ phải nằm lại ở trong tình huống này. Và đó đúng là điểm hạ gục của Florentino ở vị trí trợ thủ rồi. Phúc có người yêu rồi, Phúc chính là tên thật của 20%. Anh ta múa cũng phải nói là rất mượt, không có cấp độ 4. Nhưng những cú phun hoa, tình huống chém phải nói là khá mắc ping đến từ 20%. Bây giờ có cấp độ 4. Và Medusa có lẽ là nhìn con rồng ánh sáng này bị ăn mất bởi Box Gaming mà thôi. Mất lợi thế ở vị trí đường của Oppa. Nhưng các thành viên bên phía của Box Gaming thì họ lại đang đánh có vẻ như là rất ổn định ở khu đường giữa. Nhưng 20%, ơ sao anh ta lại băng trụ mà Medusa đầy máu nhỉ? Tôi cũng chưa hiểu kiểu gì. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh Dũng ạ. Có vẻ như là trên đà tâm lý đang thăng hoa và cũng muốn để khiến cho Medusa có thêm nhiều sức mạnh đánh nhau cho nó đã, thì bên phía của Box Gaming 20% cũng đã đem về điểm hạ gục thứ hai dành cho Team Flash rồi. Quý vị khán giả thân mến, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để các bạn cổ vũ đội tuyển cho mình yêu thích tại vòng bảng của đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2022. Và các bạn hãy soạn cú pháp FL để cổ vũ cho Team Flash và ngược lại thì là BOX để cổ vũ cho Box Gaming ở trong trận thi đấu này. Và bây giờ thì bên phía của Team Flash họ đang muốn ăn cho mình con tà thần Seiza. Có những sự can thiệp đến từ Box Gaming. Cho nên Team Flash đã tới, ta bắt đầu phun hoa nhưng con Seiza vẫn dành cho Maximus. Một tình huống ăn Seiza có thể nói là khá tốt khi mà Maximus đã ra khỏi tầm của con Seiza. Nhưng ấy vẫn có đầy đủ sát thương để dồn con Seiza trong tình huống cuối cùng đó. Con màu xanh này thì đang bị tấn công hoặc là rất nhiều đến từ bên phía của Box Gaming. Và Box Gaming nó vẫn phải lui về mà thôi khi Proe vẫn còn trên người đó là cái thú khốn. Trong khi đó thì ở khu vực đường dưới, Oppa đang ăn chim, còn bên phía của Team Flash đang muốn bắt vào vị trí của 20%, thậm chí là tốc biến lên đến từ Poi. Lần này đã xích thành công được vào vị trí của 20% rồi, và đó là điểm hạ gục siêu việt thuộc về Medusa. Maximus cũng giữ vị trí tốt để không phải va chạm một cách trực diện cùng với Aoi ở phía bên kia, và tỷ số được nâng lên là 3-1 dành cho Team Flash. Như vậy là cứ gần gần đến giai đoạn phút thi đấu thứ 5 là cũng sẽ có những bước di chuyển và để Team Flash có lại được lợi thế của mình sau một giai đoạn đầu mà họ bị gây ra rất nhiều khó khăn bởi Box Gaming. KT vừa rồi là một tình huống đu khá tốt vào người Sunback và Oppa một lần nữa lại bị bắt vào bởi cả Maximus và Medusa. Oppa có lẽ là khó rồi, anh ấy vẫn còn cho mình đó là hai lướt, nhưng tốc biến đổi theo đến từ Medusa có điểm hạ gục của Oppa. Cho Team Flash tới, anh ta bắt đầu bật nhạc, anh ta bắt đầu chém vào người Medusa, chém là rất mật với một Florentino chơi trợ thủ. Anh ta bắt đầu chém, đó là thú khó đến từ Proe, khó chịu quá. Zero tới và Zero băng trụ lên bảng đếm số bá đạo dành cho Medusa. Nhưng đó là một tình huống mà Box Gaming cũng đã rất cố gắng và có được điểm chấm dứt dành cho Zero. 20% cũng cho thấy rằng là Florentino dù chơi ở vị trí trợ thủ thì vẫn hoàn toàn có khả năng lên nhạc khi mà có một pha băng trụ là khá dũng mãnh. Tuy nhiên thì Team Flash vẫn đang rất nhất quán về ý đồ chơi của mình ở trong ngày hôm nay. Họ vẫn đang hướng về những cái trụ, những công trình kiểm soát và giành chiến thắng một cách bình thường để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho vòng playoff mà thôi. Box Gaming làm gì kệ họ, Team Flash vẫn đang đánh theo kiểu của mình và đến thời điểm này họ có 6 điểm hạ gục rồi. Phải nói rằng là 20% đánh con Florentino này cũng cháy đấy. Nếu như cháy, không có thú khốn thì có lẽ anh ấy còn phải quẩy thêm được vài nhịp nữa.
Thì trước đó là một tình huống mà anh ta phun hoa đầu tiên là chính xác này, sau đó sử dụng chiêu cuối là cũng chính xác, và rồi phun hoa lần tiếp theo là cũng chính xác luôn. Chỉ có điều là anh ta gặp phải Arum và Proe không cho anh ta múa nữa. Proe nói rằng là ngừng múa lúc nào thì phải ngừng. Thì đó là những tình huống thu khốn khá khó chịu. Bây giờ tiếp tục là thu khốn vào người của 20%, 20%. Có thì mình còn có băng sông. Proe mới là người đang gặp nguy hiểm. Proe lên bảng điểm số Zero là người có điểm hạ gục KT Long Diệt. Và tạm thời lưu lưu được thành công. Một tình huống mà câu nhử đến từ 20% là khá tốt. Thì anh ấy có được cho mình đó là quả cầu băng sương. Rõ ràng Elador cùng với Ghi đều là những vị tướng có nhiều sát thương, nhưng đó sẽ là sát thương cần thời gian để có thể tung ra. Trong khi đó ở khu vực cánh trên, Kuga bất đi tốc biến, bật lên long kiếm, vẫn đang cố gắng bỏ chạy. Và một cú ném là khá tốt để cho Kuga có thể tiếp tục chạy và có quay. Nhưng đó là điểm hạ gục thứ tư dành cho bên phía của đội tuyển Box Gaming rồi. Liên tiếp là những điểm hạ gục của đội tuyển Box Gaming. Họ vẫn cho thấy rằng là để Team Fast thắng được mình thì cũng cần mất đến khá nhiều nỗ lực. Và ở trong tình huống gần nhất thì Proe cũng tưởng chừng như là counter được Florentino, nhưng thực tế lại ngược lại khi mà những người đồng đội dồn sát thương vào thì Proe mới là người nằm xuống chứ không phải là Florentino của 20%. Box Gaming vẫn là như vậy, Box Gaming vẫn đánh khá tốt trong giai đoạn đầu tiên của ván thi đấu, và bây giờ lượng tiền của họ cũng không thua kém gì nhiều so với bên phía của Team Flash. Medusa vừa solo kill luôn vị trí của Akashi khi Akashi đã quá thấp máu. Cú linh đạn này đến từ Zero có lẽ nó cũng không thể lấy đi cái mạng của Medusa đâu, và Medusa đã có một tình huống đánh hay. Zero bây giờ sẽ phải lấy đi cho mình đó là cái trụ nhất ở khu đường trên để có thể gỡ gạc được những lợi thế mà bên phía Flash đang tạo ra với trụ nhất ở khu đường giữa. Chuyển tìm vào sen bọc đầu, chuyển tìm vào sen tấn công người của Maximus, nhưng chuyển tìm vào sen bị xích lại bởi Proe. Một tình huống xích là quá đơn giản, KT lao tới và buộc phải long diệt về. Cú hỏa bạo này là không chính xác, nhưng trụ dài ở khu đường giữa cũng sẽ dành cho thành viên bên phía của Team Flash mà thôi. Box Gaming chưa muốn dừng lại, họ muốn lao tới Zero cắn vào người của Xuân Bách, nhưng Xuân Bách khỏe quá, Xuân Bách vẫn đổi được mạng của Zero. Người này bật cầu băng sơn đến từ Oppa, Oppa đẩy được Proe về, Akashi tới, Akashi bật cho mình bão phi tiêu. Proe chưa phải lên bảng, bây giờ mới phải lên bảng. Đêm số KT lao tới, KT tấn công vào người của Kuga, bật cho mình quả cầu băng sơn nhưng hết long diệt mất rồi. Đó là điểm hạ gục dành cho Kuga. Medusa thì cũng vẫn đang chơi rất hay cùng với con bài Zuka của mình. Và Kuga thì cũng vừa có điểm hạ gục để có thể lớn nhanh hơn với một Airi cầm luyện kim ở trong game thi đấu này. Và như thường lệ sau phút thi đấu thứ 5, khi mà những cái trụ có thể được lấy một cách dễ dàng hơn thì Team Fast lại bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của game đấu. Họ lấy được 3 trụ rồi, Oppa đấm không chính xác. Kuga có Medusa ở đây để hỗ trợ cho riêng mình. Và Zuka của Medusa vẫn đang là một nhân tố hết sức quan trọng của Team Fast ở trong giai đoạn đầu game thi đấu này. Oppa đang bỏ chạy, 20% cùng với Akashi đến tiếp ứng. Kuga bật lên long kiếm nhưng không quẩy được thêm nữa rồi. Rất nhiều những lượng sát thương và rất nhiều người xuống bắt Kuga thì huống vừa rồi đó là cả Akashi. Và đương nhiên rồi, với việc Akashi xuống thì Kuga sẽ phải lên bảng mà thôi. Tuy nhiên những chiêu thức đến từ bên phía của Box Gaming trong tình huống đó cũng đã xả ra là khá lớn. Oppa thì từ đầu trận đến bây giờ anh ta chơi con Quy này nó hơi mù mắt, chiêu cuối chưa chơi nhiều. Bây giờ thì có một tình huống chiêu cuối tốt này, đẩy được Proe đi, Oppa sẽ lướt qua tường an toàn mà thôi. 20% đang muốn solo chứ của Medusa, trợ thủ solo với người chơi đường tá thân sát, anh ta bất tốc biến bằng hai lấy đi cái mạng của Medusa rồi. Một tình huống đánh phải nói là rất kỹ năng đến từ 20%. Nếu như chỉ riêng về mặt kỹ năng thì pha thi đấu đó xứng đáng nhận được điểm cao đến từ vị trí của 20% khi dí theo một thành viên quan trọng trong đội hình của đối phương và băng trụ rất gắt. Đổi trợ thủ lấy một vị trí đường đơn như vậy vốn dĩ đã là lời, và thêm con xe ra bóng tối vừa rồi được ăn nữa dành cho đội tuyển Box Gaming thì nó sẽ lại khiến cho Box Gaming có thêm nhiều sự khó chịu hơn vào đội hình của đội tuyển Team Flash ở trong những phút thi đấu tiếp theo. Lượng tiền vẫn đang là đều thôi. Điểm nhấn của Box Gaming đó là 20%. Anh ấy chơi trợ thủ, anh ấy bị đối phương lựa chọn tướng khắc chế là rất nhiều, nhưng khả năng quẩy đến từ 20% vẫn là rất hay. Anh ấy đã có được một cái đao chi hồn, đồ trợ thủ đó là đại địa thần khiên thì phải, và anh ta đang hướng lên cho mình có lẽ là một cái huân chương tròi để giảm đi lượng sát thương đến từ Xuân Bách. Nhưng phải nói rằng là những tình huống múa, những tình huống quẩy đến từ 20% cũng là vô cùng đẹp mắt. Oppa một tình huống đẩy khá hay nhưng đã có giải đến từ Proe, thú khốn vào người của Oppa. Bây giờ 20% có cơ hội quẩy rồi, anh ấy vẫn đang đứng chờ ấy đánh trợ thủ, nhưng mà anh ấy đánh như một sát thủ vậy, không bao giờ thò mặt ra trước để có thể tăng cho những người đồng đội của mình. Và anh ấy vẫn đang chờ một tình huống đứng lỗi đến từ Xuân Bách hay là một vị trí yếu máu khác. Lựa chọn đại địa thần khiên cũng là một phương án thông minh đến từ vị trí 20%, bởi vì cái thú khốn của Arum là không giải được, nếu như lên đại địa mở trói cũng không có tác dụng gì cả. Và đây thì có cơ hội sống sót. KT đã sót đao được vị trí của Maximus, và ở đây thì Medusa muốn trả nợ tình xa dành cho người đồng đội của mình, đó là quả bom đến từ vị trí của Xuân Bách nhưng đang bị dí theo, và có thú khốn của Proe để hỗ trợ cho Xuân Bách, nhưng đến cuối cùng Akashi vẫn Zero cùng với Zero. Và đó là liên tiếp những điểm hạ gục dành cho đội tuyển Box Gaming rồi, đang tạm thời là 2-3-2 nhưng sẽ là 3-2. Có lợi 20% vẫn đang múa rất gắt ở đường trên, nhưng đó lại là 1-2, và sau cùng thì Kuga và Maximus vẫn còn tồn tại. Còn ở phía bên kia thì chỉ còn lại một mình Zero mà thôi. Tính ra là Box Gaming lỗ trong tình huống vừa rồi, khi đó là một pha 3-4 đến từ bên phía của Team Flash. Và bây giờ Zero đang tay đôi với cả Maximus.
Maximus sát thương ra rất nhiều chí mạng. Và Maximus có điểm hạ gục của Zero. Nếu như mà KT chưa kịp hồi sinh thì có lẽ đó đã là một pha quét sạch dành cho bên phía Team Flash rồi. KT lao tới có không ngăn được con bồ đỏ, không giữ lại được con bồ đỏ đến từ KT, và Maximus vẫn đang đánh có thể nói là khá là nghiêm túc đến từ bên phía của Team Flash. Anh ấy vẫn đang chăm chỉ farm và có được cho mình liên tiếp là những điểm hạ gục. Tôi nghĩ là chuẩn bị đến giờ nhạc lên rồi, chuẩn bị đến giờ nhạc lên rồi khi mà chúng ta cũng đã có được 28 điểm hạ gục chỉ sau khoảng hơn 10 phút thi đấu mà thôi. Ban đầu thì Team Flash vẫn đang hướng đến những mục tiêu là khá nhiều, nhưng khi thấy lượng giao tranh được nổ ra là liên tục như vậy thì có thể là họ cũng sẽ chung vui. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Ở thời điểm này thì Team Flash cũng đã bắt đầu có lượng tiền là nhỉnh hơn rồi sau pha gần nhất mà họ đã quét sạch được đội hình của bên phía đối phương. Nhưng ở đây thì Maximus bị phát hiện vị trí, KT vẫn đang ở phía bên kia bụi. Xuân Bách cùng Proi cũng đang có mặt ở đây. Proi tiến vào check map và đẩy lùi được vị trí của KT. Medusa cùng với Maximus lấy trụ hai rất nhanh ở cánh dưới, nhưng ở cánh trên thì Team Flash đang thiếu người và bộ đôi Hayate cùng với Quy cũng đang làm một động thái tương tự, đó sẽ là đẩy lính và hy vọng vào việc lấy đi cái trụ thứ hai của bên phía đối phương. Nhưng Team Flash đang muốn ngăn cản, họ đang dồn cả 5 người của mình sang khu vực nửa trên của bản đồ. 20% muốn bắt vào vị trí của Maximus nhưng không thành, mất đi một lượng máu lớn. Và ở đây thì Proi cũng có một thủ khôn tốt để được cho để trói được vào vị trí của KT. Thủ khôn nó không đến với người của 20%, nó lại đến với người của KT. Một tình huống lựa chọn là rất hay đến từ Proi, và chỉ có may mắn trong tình huống vừa rồi mới khiến cho Team Flash thoát được mà thôi. Bây giờ thì bên các thành viên Team Flash họ đang muốn tràn lên để bắt cả vị trí Opa. Opa có lẽ là khó về rồi, anh ấy lướt đi nhưng Proi đã tới bọc đầu tạt cánh, phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Opa sẽ phải lên bảng đêm số bá đạo dành cho Maximus, và Team Flash có vẻ như là họ cũng không còn vui nữa rồi. Họ đang muốn ăn cho mình con tà thần Seiza này để có thể kết thúc trận đấu một cách nhanh nhất có thể. Họ đang hướng tới con xe ra bóng tối. Trong khi đó thì Box Gaming họ cũng trao đổi mục tiêu. Chính ra là về phần kiểm soát thì Box Gaming trong trận đấu này với Team Flash dù kết quả có là 0-3 đi chăng nữa thì họ cũng vẫn đang thể hiện rằng họ cũng là một tay chơi kiểm soát khá khó chịu mà Team Flash sẽ cần phải đối đầu ở trong vòng playoff sắp tới. Kuga cùng với Sonic muốn tạo ra thế bọc đầu nhưng hai thành viên của Box Gaming có mặt ở đây lao vào với mục tiêu và cả Florentino nữa, nhưng họ trượt hết chiêu rồi. 20% vẫn đang là khá dính, nhưng đến cuối cùng thì không bắt được Xuân Bách và đội thông hai mộ ở vị trí đằng xa. Thì Opa cũng đã quay trở lại ở trên bảng đếm số, nhưng Zero thì cũng đang cần phải bỏ chạy về một cách nhanh nhất khi mà ba người của Box Gaming nằm trên bảng đếm số rồi. Rất hay đến từ bên phía của Team Flash, không chính xác hơn cũng có thể là hơi dở đến từ bên phía của Box Gaming khi mà cả vị trí của Akashi lẫn vị trí của 20% trượt hết chiêu của người của Xuân Bách. Xuân Bách chỉ là một ít khi yếu máu mà thôi, nhưng mà họ lại trượt chiêu, và trượt chiêu đương nhiên thì cái chết phải có rồi. Bây giờ thì Kuga chăn thẳng vào nhà, Zero là điểm mạng cục thứ 5 đến từ bên phía Box Gaming phải nằm xuống và quét sạch cho bên phía của Team Flash. Chiến thắng sẽ có dành cho Team Flash ở phút thứ 12. Và như vậy là trận đấu cuối cùng của vòng bảng đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2022 đã khép lại với một chiến thắng 3-0. Để cho hai đội tuyển này có thể chuẩn bị để tiến vào vòng playoff diễn ra vào tuần sau, ngày 30 tháng 4 và